không về lấy mang đi bán đi để đây không ăn được hết đâu. Chắc 2-3 hôm nữa là con mang đi bán rồi. Đây nhiều cũng chả ăn được hết. Là chợ thì bán được ít nào hay ít đấy.
Ô, cơm đây. Đó, con lấy cơm nhé. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mình lấy ăn đi. Thịt lợn sấy đấy, hôm nọ mình ăn trước thịt lợn đây. Để ăn đi. Thịt lợn sấy vẫn còn đỏ nguyên xì nhỉ. Ăn đi. Nó cảm ơn. Ăn xong rồi lên trang trại nhỉ? Chắc ăn xong con phải lên trên núi. Đây. Trong. Đâu? Ôi, còn nhiều trứng nữa. 1 2 3 4 5 6. Ôi, được còn 6 con gật còn à, mấy cái này là ung rồi. 1 2 3 4 5. Ê, 5 quả trứng ung rồi. Thank you.
đây. Đi mẹ đi. Sang đây hết rồi. Con này phải nhỉ? Đây. Đó. Sang đây chứ.
Thì nữa lại có một người nữa. Em ở
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.